Chứng khoán châu Âu gia tăng sau khi Hoa Kỳ tránh khỏi vết đá tài chánh, tin từ Paris. Chứng khoán của châu Âu đã tăng mạnh trong sáng ngày hôm nay sau khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ chấp thuận chương trình tăng thuế, hoãn cắt giảm ngân sách, đẩy quốc gia ra khỏi vết đá tài chánh và có thể tránh được suy thoái. Ông François Chollet, là giám đốc tài sản của ngân hàng Montségur, nói rằng thị trường đã có phản ứng tích cực đối với thỏa thuận tài chánh ở Hoa Kỳ. Thị trường đã quen với tình trạng mỗi năm, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Hoa Kỳ tranh chấp đối với các biện pháp tài chánh của quốc gia trong năm mới. Sự thỏa thuận chỉ là đoạn kỳ nhưng đem lại một ít không gian để thở của nền kinh tế. Thỏa thuận trong ngày hôm qua là một chiến thắng của Tổng thống Obama. Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Obama đã hứa hẹn sẽ giải quyết những điểm khó khăn trong ngân sách, giải quyết lo ngại sự khác biệt ý thức hệ ở Hoa Thịnh Đốn sẽ làm thiệt hại cho nền kinh tế vừa mới lấy lại sức sau cuộc suy thoái sâu rộng chưa từng có trong 80 năm.